Em Tuấn chào quý anh chị nha. Ngày hôm nay em sẽ lên cho quý anh chị mình một mẫu Innova. Con này là Innova 2015. Con này bản E. Cuối 2015 thì nó quay mâm phay, đồng hồ đỏ và xi nhan gương rồi nha quý anh chị. Đó. Như quý anh chị mình đã thấy, con này đang khóc cho mình là một lớp sơn màu xanh. Đây là màu xanh này giống như là cái màu xanh đen gì á. Màu nhìn nó ngồi rất là đẹp nha quý anh chị. Mình thùng mình thẳng. Và em nói luôn, xe này em bán ra em cam kết cho quý anh chị là không lỗi. Keo chỉ là nguyên zin. À, máy móc nguyên zin từ nắp dàn cò nha. Và con này thì chủ trước có đăng ký chạy dịch vụ nha quý anh chị. Em nói luôn. À, con này chủ có đăng ký chạy dịch vụ nên giá con này rất là rẻ luôn. Innova 2015 em bán cho quý anh chị là 338 triệu đồng. À, nó có đăng ký chạy dịch vụ nha quý anh chị nên giá nó rất là rẻ. 338 triệu nha. Nhưng mà giá con này thì em để cho em mua được rẻ nên bán rẻ quý anh chị nè. 338 triệu nha. Xe là không lỗi lầm, xe thì nước sơn căng bóng. Đó. Đồ chơi thì mấy cái về mưa ốp tay, màn hình đều có hết nha, 4 lớp dày, xe không mục mọt. Đồng sơn thì rất là đẹp luôn nha. Thì anh chị em có xe muốn mua bán trao đổi thì alo ngay cho em Tuấn nha, theo số điện thoại là 0904804567 nha. Thì xe đang nằm tại Dĩ An Bình Dương. Anh chị em nào có nhu cầu thì alo ngay cho em theo số điện thoại 0904804567 nha. Xe được lên giáp đồ chơi rất là nhiều luôn, kem lùi, kem hành trình, ốp đồ rất là nhiều nha. À, bạn đủ là trọng lượng là anh chị nhớ nha, bạn đủ là trọng lượng 1550, về có sấy sưởi kính, có rỉ nước nè. Đây nha. Đó. 338 triệu anh chị em nè. Có một cái giá tham khảo rất là hợp lý luôn nha. Với thời điểm hiện tại xe bây giờ là gọi là xe nào giá là chót ở dưới luôn rồi. Đó. Nói chung là giá cực kỳ rẻ, đèn rồi là cực kỳ sáng nè. Đó, màu sơn, đồng sơn là đẹp căng. Em cam kết con này quý anh chị là không lỗi nha, không lỗi lầm nha quý anh chị. Đó, em cam kết bằng văn bản luôn. Anh chị có thể đem thợ thầy ra lại chết tết nha quý anh chị. Đó, xe tuy qua chủ cái đăng ký chạy vụ nhưng mà xe rất là cứng cáp luôn. Xi nhan gương nè, đó, mâm phay nè, 4 lớp còn khá là dày. Xe thì em đang để cho nổ máy luôn. Anh chị em mà đứng sát bên có thể là không nghe tiếng máy luôn nha quý anh chị. Đấy. Bây giờ mời anh chị hõm tay rồi nè. Có đầy đủ đồ chơi hết rồi. Xe rất là sáng luôn. Thì cũng như bao nhiêu xe. Để em tắt cái máy nha. Đó. Thì cũng như bao nhiêu xe thôi. Innova màu Innova 2015 này á. Thì nó tắp bi kem. Nội thất màu kem. Con này còn bộ nỉ nè. Đó. Còn bộ nỉ nè quý anh chị. Bộ nỉ còn rất là ok, chưa xẹp nè. Nhấn tỏ xe cũng đi là cũng được thôi, không có nhiều lắm nha. Đây, củ số nè. Đó, xe này chạy để em coi. 200 mấy nghìn nha quý chị, 200 mấy nghìn nha. Đó. Thì xe được ghế nỉ tròn nỉ nguyên rin, đầu Android, có đầu màn hình Android nè. Đó, mọi chức năng đồ khá là ok. Đó, cam kết được con này là nó không lỗi lầm nha quý chị. Đây. 2015 nè. Đây, quý anh chị mình coi nè. Trọng lượng khối lượng bản thân này 1550 nè. Innova 2015 bản E. E đây là chuẩn E luôn nha, không có lên gì hết. Đó, tắp bi còn nỉ nè. Mấy cái này còn tay nắm nó bằng inox nè quý anh chị. Đây. Đấy, như anh chị coi nhiều thì biết nha. 338 triệu nha quý anh chị. 338 triệu nha. Giá trên có bớt có thương lượng lượng nhẹ. Tại giá em kêu là sát giá bán luôn rồi. À, xe về sẵn dùng, mọi chức năng full nha. Anh chị mình coi keo chỉ nè, keo chỉ zin nè. Keo chỉ zin nha, không có dấu vết gì mà đâm đụng nha. Con này em bao chết thợ thầy, anh em lại có thể lại cửa hàng chết tết thoải mái nha quý anh chị. Nội thất thì sạch sẽ, trần nỉ nguyên zin, nỉ. Đó. Nỉ nè anh chị thấy không? Bề 5 tháng rất là sạch luôn. Gầm bệ không mục mọt. 338 triệu nha quý anh chị, 2015. À, giá này thì thật sự ra nó rất là rẻ rồi. Đó. Rất là rẻ luôn anh chị. Đinh tán hai bên nè. Keo chỉ nguyên zin, khỏi bàn về keo chỉ nha. Em quay sơ thôi nha quý anh chị. Đó. Đây. 338 triệu nha, 338 triệu nha. Đó, có thể là bớt lọc lá cho anh em rồi nhanh gọn rồi nha. Xem xe tại Bình Dương mình Dương thì anh chị có xe cáp cò đổi á thì có xe cấp đổi thì em vẫn đổi cho quý anh chị nha. Gầm bệ nè quý anh chị. Đó, gầm bệ không hề mục mọt nè, thấy không? Đó, bô nè, thấy không?
rất là đẹp luôn nha. Đèn đuốc rồi, xe mình thùng thẳng băng luôn. 335 triệu nha quý anh chị. Bộ 338 nha. Xin lỗi quý anh chị nha, 338 triệu nha. Đó, nội thất thì sạch sẽ nè. Đây. Thì anh chị nào có xe đời thấp hoặc là đang kiếm một con xe và chạy dịch vụ mau lấy dài vốn thì con này là một lựa chọn rất ok luôn nha. 4 lớp mới rồi. À, mâm phay, form dáng đẹp. Rồi em sẽ vào phần khoang máy cho quý anh chị nè. Ở phần khoang máy nè, bê tim máy này rất đẹp nha quý anh chị. Đây, thấy không, tim mát còn nguyên. Đó, nắp dàn cò zin, máy zin nha quý anh chị. Đó, tôn vỏ rồi rất là sáng luôn. Đấy, keo chỉ capo nè, anh chị mình coi nè. Đấy, không phải như những con xe đâm đụng luôn nha. Em cam kết cho quý anh chị luôn, nếu phát hiện đâm đụng em sẽ hoàn tiền 20 triệu tiền về xe cho quý anh chị nha. Anh chị mình coi nè, mấy cái miếng mút này, mấy cái miếng mút của cái tai đèn này nó còn nguyên hết nha. Đó, nếu anh chị nào rành xe thì có thể coi cái này. Đây, khoang máy nè, chấm xanh chấm vàng còn nè quý anh chị. Đó. Đây, cục ABS chống bó con phanh nè. Rồi anh chị nên nhớ nha, em bán là em có cam kết bằng văn bản là xe cam kết không đâm đụng, không ngập nước. Xe có trải qua, chủ có đăng ký chạy dịch vụ nha, em nói luôn. Em bán giá là 338 triệu bao rút hồ sơ gốc, hoặc anh chị nào ở Sài Gòn thì có thể công chứng ý quyền đi nha. Đấy. Xe là zin nguyên bản, không độ chế nha. Đăng kiểm thì rất là dễ luôn. Rồi bên em về một mẫu xe giá rẻ cho anh em nữa nè. Mẫu đây cũng là mẫu Innova 2012. Con này em đang cho tân trang dọn rửa và làm một số chỗ sơn hơi xấu nha. Con này màu bạc. Em giới thiệu sơ luôn nha. Màu bạc, con này là bản E. Bản E đủ nha. Bản E. Đó. Con này em bán giá cực kỳ hợp lý luôn. 200 em sẽ bán cho quý anh chị với giá là 286 triệu. Innova 2012 bản E, 286 triệu full đồ chơi, mang biển số 69. Đó. Máy móc thì bảo hành cho quý anh chị là 1 năm. Xe đang trong quá trình dọn rửa. Theo bên em dọn á là dọn từ khoang máy tới nội thất. À, như anh chị thấy không? Tháo ra từng chi tiết để vệ sinh luôn. À, con này có độ bi cầu nè. Rất là đẹp nha. Đó, xe đang mới về, mới trong quá trình dọn rửa rồi cho đi spa. Nói chung một con xe không thể nào mà dọn về bán liền. Bốn mâm thì bốn mâm phay, sơn đen rất là đẹp nha. Trang bị xi nhan gương, nội thất. Đây, em mời anh chị mình vào nội thất nè. Anh chị mình coi cái xe nó có dịch vụ hay không, anh chị mình coi nè. Em lột ra bên trong luôn nè. Lột ra bên trong mà coi nó có sơn đổi màu không này nọ nè. Đó, 288 triệu nha quý anh chị. Đó, 288 triệu. Vô lăng được ốp gỗ nè, ốp quan gỗ. Đây, nội về cái phần nội thất nè, em nói luôn. Em banh ra em dọn luôn quý chị. Anh chị mình coi cái chất xe chưa dọn nha. Đấy, màn hình nè, trần 5D nè, cam hành trình nè, 288 triệu nha quý chị. Đó. Giá trên là có bớt có thương lượng cho anh chị khi mình lại đi xem xe và chạy thử nha. Nội thất là banh ra dọn hết luôn nha. Banh ra dọn từ trong ra ngoài. Anh chị mình coi nè, không có đổi màu gì nha. Đó. Rất là đẹp nha quý anh chị. Thì con này em sẽ bán với 288 triệu, em bao rút gốc cho quý anh chị. Đó, dọn sạch sẽ. Đó, bao dọn sạch sẽ. Mấy cái con này nó có mấy cái chỗ chỉ nó hơi gọi là nó có queo vệt xe máy nên em cho làm lại nha, em nói luôn. Tiền nào của đó nha quý anh chị. 288 triệu Innova 2012. Mẫu mới rồi nha, con này là bản E nha quý anh chị. Đó. Trước kia là cái mâm nó gì nè. Trước kia là cái mâm nó gì nè. Xong rồi em về em cho phay nè. Em cho phay như vậy nè quý anh chị. Đó, con này là nó bị lủng xe nên em bỏ cái lớp sơ cua. Em sẽ kiếm cái lớp này em bỏ vô. Đó, xe thì màu bạc sạch sẽ, chuẩn màu bạc nha. Không đổi màu nha quý anh chị. Em bán 288 triệu nha. Rồi mẫu Innova 2015 kia em sẽ bán với giá là 338 triệu nha quý anh chị.